Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Thành phố sơ kết kinh tế xã hội tháng 4 năm 2016. Giao ban công tác khoa giáo quý 1 năm 2016. Tập huấn luật bảo hiểm xã hội mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại hội trường A, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Bắc và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn đồng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2016. Theo báo cáo, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, đồng thời là tháng cao điểm mùa khô, nắng hạn kéo dài, nên trên địa bàn, nhất là vùng cao các xã Lộc Châu, Đại Lào, Lộc Nga, Đam Ri, xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu cho cây trồng và chăm sóc đàn vật nuôi. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1.900 ha cây công nghiệp, 18 tấn cá. Để hỗ trợ người dân, lãnh đạo thành phố đã triển khai cấp bồn chứa, cấp nước sinh hoạt tạm thời cho nhân dân một số khu vực hạn nặng, triển khai kế hoạch đào ao hồ thủy lợi nhỏ và khai thác, duy trì nguồn nước tại các ao hồ kênh mương. Cũng do nắng hạn kéo dài, trong tháng thành phố xảy ra 2 vụ cháy rừng, tuy nhiên nhờ phát hiện kịp thời nên lực lượng chức năng và nhân dân đã hạn chế được mức thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng do cháy gây ra. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giá trị ngành sản xuất tăng 21,4% so với cùng kỳ. Mức tăng tập trung ở các ngành sản xuất thực phẩm, dệt, trang phục. Thương mại dịch vụ ít biến động, tuy nhiên sức mua bán hàng hóa tăng chậm. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo theo kế hoạch. Chiều ngày 29 tháng 4, Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo nhằm tổng kết hoạt động quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2016. 3 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã cùng các ban ngành trong khối khoa giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo, tuyên truyền sâu rộng về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Luôn bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Quý 2 năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các ngành trong khối tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ trong quý, vận động người dân chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, thực hiện tốt công tác dân số, tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Thành ủy phân công. Nhằm triển khai có hiệu quả luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới theo quyết định 959 của Bảo hiểm xã hội nhà nước, vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 600 đối tượng liên quan thuộc 6 huyện thành phía Nam. Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung chính giới thiệu một số điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bắt đầu có hiệu lực từ 1 tháng 5 năm 2016, và công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo quyết định số 959 Bảo hiểm xã hội ngày 9 tháng 9 năm 2015, các nội dung này nhằm phổ biến cập nhật nâng cao kiến thức của cán bộ quản lý, người làm công tác kế toán trong các cơ quan đơn vị, trường học, về chế độ chính sách của nhà nước, ý thức trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội tại các cơ quan đơn vị. Hội nghị cũng đã triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giao dịch hồ sơ điện tử nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, tích cực góp phần vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2016, phường 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm nhân sự kiện trọng đại này. Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của phường 1 đã cùng nhau ôn lại truyền thống của dân tộc trong những ngày tháng 4 hào hùng cách đây 41 năm. Sau hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dân tộc Việt Nam đã giành được chiến thắng vẻ vang, giành lại độc lập thống nhất cho hai miền đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử nước nhà, một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, bền vững cho đến hôm nay. Trong sự phát triển chung của đất nước, tỉnh và thành phố Bảo Lộc,
Nhân dân phường 1 cũng đang nỗ lực, quyết tâm, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là một phường trung tâm của thành phố, với những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng và đạt phường phát triển toàn diện vào năm 2018. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ phường Lộc Phát tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ 2012-2016, Hội Chữ thập đỏ phường Lộc Phát đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vai trò vị trí của mình trong việc thu hút đông đảo hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân trong phường góp công, góp của chăm sóc người nghèo, người neo đơn. Ngày càng có nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đến với hội để sẻ chia những khó khăn, giúp hội có thêm điều kiện phục vụ công tác nhân đạo. Qua 5 năm, tổng số tiền thực hiện công tác xã hội tại địa phương là gần 800 triệu đồng, trong đó chủ yếu là trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân không có tiền chữa trị. Tổng kết nhiệm kỳ, hội đã đạt được nhiều thành quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chức năng với nhiều hình thức phong phú thiết thực, đạt 244% so với kế hoạch đề ra, được hội cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Trước tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh gây mất trật tự, cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị, thành phố đã chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị thành phố kết hợp với công an và các xã phường liên quan tổ chức đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, nhất là đối với các khu vực chợ tự phát. Với quyết tâm dần từng bước dẹp bỏ chợ vỉa hè, lực lượng chức năng của thành phố đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và ra quyết định xử phạt những hộ kinh doanh trái phép trên đường Hà Giang, đường Nguyễn Công Trứ, đường Trần Phú và các khu vực chợ tự phát. Cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành còn giám sát, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp buôn bán không đúng nơi quy định, tháo dỡ và tịch thu các biển hiệu, biển quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường, đậu đỗ xe không đúng quy định và lập biên bản vi phạm đối với các trường hợp chống đối không chấp hành. Công tác ra quân lập lại trật tự giao thông đô thị sẽ được thực hiện liên tục với quyết tâm, kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm để xây dựng thành phố đường thông hè thoáng và môi trường xanh sạch đẹp. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt kịp thời và ngăn chặn 400 kg thịt heo nái được phù phép thành thịt heo rừng lai để cung cấp cho các nhà hàng và chợ trên địa bàn. Nhận được nguồn tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an Bảo Lộc, Lâm Đồng đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Thời, 42 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Đại Lào và Nguyễn Đức Toàn, 36 tuổi, hộ khẩu thường trú phường 1 thành phố Bảo Lộc, khi đang chở gần 400 kg thịt heo nái đi cung cấp cho các nhà hàng và chợ. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số thịt heo trên là được chuyển từ tỉnh Nam Định theo tuyến xe Bắc Nam vào Lâm Đồng, được phù phép thành heo rừng lai, cung cấp cho các nhà hàng và các chợ trên địa bàn Bảo Lộc. Chiều ngày 28 tháng 4, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Bảo Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập phòng giao dịch Lộc An tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Phòng giao dịch Lộc An tọa lạc tại thôn 1 xã Lộc An với địa bàn hoạt động chủ yếu phục vụ các xã Lộc An, Lộc Đức, Lộc Nga và một số vùng lân cận. Với sự nỗ lực sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đơn vị đã đi vào ổn định và phát triển nhanh chóng với tổng dư nợ sau một năm là 170 tỷ đồng. Trong đó, toàn tín dụng bán lẻ với hơn 1.000 khách hàng, tỷ lệ huy động vốn cuối kỳ đạt 50 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cho vay phù hợp với khả năng huy động vốn, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, cùng với việc tăng trưởng dư nợ, phòng giao dịch cũng chú trọng kiểm soát rủi ro tín dụng. Không chỉ làm tốt công tác kinh doanh, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như tặng quà Tết cho người nghèo, đặc biệt trong ngày lễ kỷ niệm. Phòng giao dịch BIDV tặng cho Ủy ban nhân dân xã Lộc An căn nhà đoàn kết trị giá 30 triệu đồng. Dịp này, phòng giao dịch BIDV Lộc An cũng trao tặng khách hàng trúng giải thưởng đặc biệt 30 triệu đồng của chương trình tiết kiệm dự thưởng Xuân May Mắn. Thời gian tới, BIDV Bảo Lộc và Phòng Giao dịch Lộc An tiếp tục triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng tri ân khách hàng năm 2016 với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, chịu khó, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực, hội viên phụ nữ Đào Thị Hoa từng bước vượt qua khó khăn và vươn lên ổn định cuộc sống. Chị là một trong những tấm gương phụ nữ điển hình trong làm kinh tế, được Hội Phụ Nữ Phường 1 giới thiệu để các chị em học tập noi theo.
Năm 1996, chị Đào Thị Hoa cùng gia đình từ Hòa Nam Di Linh chuyển về sinh sống tại phường 1. Cuộc sống ban đầu tuy gặp khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của hội và sự nỗ lực của bản thân, chị đã không ngừng cố gắng. Khởi sự với nghề chăn nuôi heo, nhưng nhờ ham học hỏi, nhanh chóng tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật và thị trường. Năm 2011, chị đầu tư lại toàn bộ hệ thống chuồng trại, bắt đầu nuôi chim cút lấy trứng, số lượng ban đầu khoảng 8.500 con. Chị cho biết, ban đầu khá khó khăn do kỹ thuật nuôi chim cút khác với nuôi heo, trong khi chị chưa có kinh nghiệm và chưa thực sự nắm vững kỹ thuật nuôi cút. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, cùng với sự trợ giúp của chồng và hội phụ nữ phường, chị thường xuyên tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng vào mô hình kinh tế của mình. Đến nay, sau hơn 5 năm gắn bó với công việc nuôi cút, chị đã tự tin nắm vững các kỹ thuật chăm sóc cơ bản, đảm bảo đàn cút phát triển cho năng suất hiệu quả cao. Hiện trang trại của chị đã rộng gấp 3 lần, đàn cút nâng lên 24.000 con, bình quân mỗi ngày đạt khoảng 10.000 quả trứng, với giá từ 26 đến 35.000 đồng 1 kg, thu nhập bình quân từ trứng mỗi ngày đạt khoảng 3 đến 4 triệu đồng, chưa kể nguồn phân cút tận dụng. Nếu trừ hết mọi chi phí, lãi ròng có thể đạt trên 1 triệu đồng một ngày. Làm cái này thời gian là nó không nặng việc, nhưng mà nói chung là mình cứ phải suốt ngày lặt vặt làm, là thì lau cho ăn nhặt trứng, lau máng, dọn dẹp, là thời gian cứ giết suốt ngày. Rốt 50 con một chuồng này nó chật, nó nóng, buổi sáng là mình phải cho nó uống thuốc, uống thang đầy đủ, máng chuồng rất là lau chuồng sạch sẽ, lúc nào chuồng phải sạch sẽ. Thế nhờ cô đây cần này chuồng, nhưng mà lúc nào cô cũng lau chùi sạch sẽ chuồng trại, để dơ là nó bệnh ngay. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi chim cút, chị Hoa cho biết, để chim cút phát triển tốt, trước hết cần lồng nuôi đảm bảo kỹ thuật. Chim cút giống cũng phải chọn loại khỏe mạnh, tuy nhiên đây mới chỉ là điều kiện cần. Quá trình chăm sóc như chọn cám, cho ăn, sưởi ấm, vệ sinh chuồng trại, theo dõi tình trạng sức khỏe, tiêm vaccine cũng phải thật kỹ càng thì cút mới lớn đều. 45 ngày tuổi, cút mái bắt đầu đẻ trứng và cho thu hoạch liên tiếp trong vòng 8 tháng. Tuy nhiên, qua thực tế, chị cũng cho biết, chăn nuôi là nghề bấp bênh, bởi giá cả bị ảnh hưởng nhiều do thị trường, dịch bệnh, nên thu nhập không đồng đều. Có năm thu lãi khá cao, nhưng cũng có năm thất bại. Như thời điểm hiện tại, giá cút đang ở rất thấp, chỉ khoảng 26.000 đồng 1 kg, nên công việc này cơ bản chỉ đủ công làm lời. Nếu gia đình nào không vững, có thể phải bỏ cuộc do giá cám, chi phí và nhân công tăng cao. Tuy nhiên, với bản tính cần cù chịu khó, chị cố gắng để trụ lại với công việc đã gắn bó hàng chục năm nay. Chị cho biết, tuy công việc nuôi chăm sóc chim cút mất nhiều thời gian, trong khi nguồn thu nhập từ trứng cút có bị giảm sút, nhưng nhờ tìm được nguồn cung tốt và có đầu ra ổn định, nên gia đình vẫn duy trì được nghề này. Thêm vào đó, chị còn có thu nhập từ việc bán phân cút cho các nhà vườn. Cái mô hình nuôi chim cút này là nói chung thì là một cái mô hình là rất có hiệu quả, thì cũng nhờ cái chịu khó học hỏi tìm tòi mà mở trang trại. Lúc đầu thì ban đầu thì mở là trang trại nhỏ, sau này là phát triển thêm lên để mà tăng thu nhập cho gia đình. Cũng qua cái mô hình này thì mình cũng là mỗi buổi hội nghị thì mình sẽ là tuyên truyền trước cơ hội viên trong tổ mình để học hỏi kinh nghiệm. Luôn trăn trở về cách vượt khó, với những nỗ lực không mệt mỏi, chị đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành hội viên tiêu biểu của chi hội phụ nữ 4 nói riêng và phường 1 nói chung, là địa chỉ tin cậy để nhiều hội viên phụ nữ đến tìm hiểu mô hình học tập kinh nghiệm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 kỳ 3 sẽ tiếp tục giới thiệu về các quyền bầu cử, ứng cử của công dân. Thưa ông có thể cho biết quyền bầu cử là gì và quyền ứng cử là gì không ạ? Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu, tức là quyền chủ động trong lựa chọn của công dân. Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về việc công dân có đủ điều kiện thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội
ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ông có thể nói rõ thêm là tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân thưa ông? Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân, được hiến pháp, pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho mọi công dân có đủ điều kiện để thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Bầu cử là một thể chế dân chủ đã có từ lâu. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra nhà nước bằng cách bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình để thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vậy việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử thưa ông? Nguyên tắc phổ thông thể hiện cái tính toàn dân và toàn diện trong bầu cử, đảm bảo để mọi công dân không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần, xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Yêu cầu của nguyên tắc này là nhà nước phải đảm bảo để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, đảm bảo tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử cụ thể là như thế nào ạ? Bình đẳng trong bầu cử là một nguyên tắc nhằm đảm bảo tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng được pháp luật quy định trong việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện ở các mặt sau. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu. Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt. Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Số đại biểu được bầu ở từng địa phương, đảm bảo tiếng nói đại diện của vùng miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng trong Quốc hội, trong Hội đồng Nhân dân. Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp? Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri bị khuyết tật, không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật, không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, thì cử tri hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Vâng, và thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín? Nguyên tắc bỏ phiếu kín đảm bảo cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được đảm bảo bí mật. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được đến gần, kể cả các cán bộ, nhân viên, các tổ chức phụ trách bầu cử. Không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Còn một nguyên tắc nữa trong quá trình bầu cử là bầu cử dân chủ và đúng pháp luật. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về nguyên tắc này không nào? Cuộc bầu cử được coi là dân chủ và đúng pháp luật phải đảm bảo các yếu tố sau. Việc bầu cử phải tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Bảo đảm các quyền bầu cử, ứng cử, vận động bầu cử, quy định cụ thể những trường hợp bị tước quyền bầu cử, ứng cử, những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử và những trường hợp không tham gia bầu cử. Quy định rõ quy trình, thủ tục,
các bước giới thiệu người ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, bầu cử lại, bầu cử thêm, bầu cử bổ sung để đảm bảo lựa chọn được những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đảm bảo quyền của cử tri nơi người ứng cử công tác, làm việc, cư trú được nhận xét, bày tỏ ý kiến của mình về sự tín nhiệm của người ứng cử. Quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác bầu cử. Việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng. Các vi phạm về bầu cử phải được xử lý nghiêm minh và đúng pháp luật. Vâng, xin cảm ơn ông. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.